Yo, hi, kênh Hậu của mình và mình Hậu đây. Thì ở trong video ngày hôm nay sẽ là video về ngày thứ 3 của việc là đi chơi ha các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến đến mục tiêu là 2000 gem nha các bạn ơi. Ok, và nếu bạn nào thích video đi chơi này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như subscribe và nhấn chuông giúp mình nha. Ok, và nếu các bạn đang xem video này thì đừng quên nhấn like video này cũng như đăng ký kênh và comment tên game của mình ở phía dưới. Thì cứ mỗi video thì mình sẽ random một bạn may mắn, thì bạn đó sẽ nhận được một con unit bí ẩn của mình ha, có thể là một con legendary hay là một con mythical gì đó. Ok, đừng quên comment tên các bạn phía dưới nha. Ok, và trong video này tiếp tục lần này của chúng ta. Ui, tôi vừa bán được một con Ford DJ với giá 49 gem các bạn ơi. Con này không thường thì tôi chỉ mua 40 gem thôi, và tất nhiên là tôi đã lãi được 9 gem ha các bạn. Rồi tiếp tục đi săn sale thôi. Thì ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có một số cái mới là những cái gương này, và chúng ta có hai con unit, ba con unit mới, một con unit là Blair Child và một con unit phía dưới này là con Lucky. Thì con Lucky thì đa phần thì không ai mua, tại vì hầu hết là ai cũng có được các bạn ạ. Và một con unit với giá là đâu đó ở điểm hiện tại là 20.000 gem, tức là con Titan Cloverman. Thì cái con Titan Cloverman này mình không thể nào mà mua được, vì thế là mình sẽ nhắm đến cái con này. Con này là hiện tại là đây là một con có mức giá cực kỳ không ổn định một tí nào luôn ha các bạn. Đó chính là mức giá của nó lúc mới ra mắt thì nó đâu đó tới khoảng là, mình nhớ không nhầm, nó chính là 700 gem. Và ở điểm hiện tại thì con này nó chỉ xứng đáng ở mức giá là đâu đó là 400 gem các bạn ơi. Tại vì hiện tại thì hầu hết là những bạn nào mà gọi là chơi thì đều có được rồi, vì thế là các bạn hãy vì thế là bạn nào mà muốn mua con giá này ở mức giá cao hơn đó là 700 gem thì tốt nhất là không nên mua ha. Mình để mức giá 700 gem ở đây chủ yếu là để cho vui các bạn ơi. Tại vì lúc đầu mình mua để mà mình làm video cũng như là test thử cái con này xem như thế nào các bạn. Rồi, thì hiện tại mình đang bán là hai con này với lại là con này, hình như đợt đó mình mua hố các bạn ạ. Mình sẽ bán con này với giá là 50 gem luôn ha. Hình như con này nó đâu đó là tài khoản 50 gem các bạn ơi. Mình sẽ bán con này 50 gem này luôn cho nó lẻ các bạn ạ. Nhìn nó hơi chướng mắt các bạn. Ok. Rồi, hiện tại thì chúng ta không nên có một trong server này thì không có nào có thể mình có thể đi săn được các bạn ạ. Mình sẽ đổi sang một server khác để mà săn xem hương như thế nào nha mấy ông. Sau khi mà mình đổi server thì mình kiếm được một con laser, laser với giá là 150 gem. Đây là một con mà mình nghĩ là nếu như mình may mắn mà mình mua được con này thì mình có thể resell nó với giá là 190 gem các bạn. Nhưng mà có điều thanh niên này đang chay các bạn ơi. Ok, tôi đã mua được thành công cái con này rồi. Thì con này tôi có thể bán nó với giá là 190 gem các bạn. Ok, bán ngay liền, resell nó ngay liền. Ok, rồi tiếp tục thì lại đi săn sale các bạn ơi, để xem thử là có săn được con nào ngon hay không nha. Đây là tôi thấy một con Ford DJ với giá là 43 gem. Thì con này mình có thể resell nó với giá là 50 gem nếu như trong server này có ai đó bán mức giá quá là cao đi. Chẳng hạn như anh điên này bán với giá 99 gem cho con này thì mình có thể bán với giá là 50 gem các bạn. Tại vì mình để 50 gem để sẵn tiện ra những cái server khác á, qua những cái server khác thì mình không cần phải sửa giá lại ha. Chứ mình để giá là 98 gem thì mình ra mấy server khác thì cũng có người bán thấp hơn các bạn ơi. Các bạn có thấy là con này stock khá là nhiều luôn, có nghĩa là rất là nhiều người bán cái con này. Tại vì ở điểm hiện tại á thì họ lấy con này khá là dễ, vì thế là cái việc mà họ bán khá là nhiều thì mình thấy cũng khá là bình thường đó. Không có người ta cạnh tranh với gọi là 380 gem nữa này đó. Thế là tôi sẽ không, con này nghĩ thì giá gọi là 390 gem thì tôi nghĩ nó cũng hơi là 99 gem cũng hơi là cao. Ui, 380 gem đã bán được rồi, phải trưởng chưa. Con này tôi nghĩ là treo trong server này một hồi là tôi cũng sẽ có thể là bán được cái con gọi là Blair Child này ấy. Để tôi cố gắng tôi sẽ để con đó ha, để xem mà có bán được không nha các bạn. Con này của tôi là có anh em kia bán 109 gem ha, nhìn cây thế nhờ. Ok, tôi sẽ tiếp tục đi săn để xem thử là có cái con nào mà để tôi có thể ưng mắt, tôi có thể mua được nó hay không nha. Con này bây giờ mức giá của nó đâu đó là khoảng 100 gem thôi hả? Uầy, lúc mà tôi mới chơi game này thì con này mức giá đâu đó là 120 gem đó các bạn ơi. Mà bây giờ đến với còn là 98 gem thôi. Giá nó càng ngày càng tuột luôn các bạn ạ. Con này thì tôi không biết nó mức giá nó bao nhiêu. Tôi thấy cũng có người bán 380, người bán 350, không biết có cái nào nó xuống không nhờ. Cái con này khá là phân vân các bạn ạ, không biết nên mua nó mức giá bao nhiêu luôn ấy. Còn cái gương này thì hiện tại nó dao động nó khoảng 35 cho đến gọi là 40 thôi các bạn ạ. Thanh niên nào mua cao hơn là có chuẩn bị hố đó nha. Ok, tôi sẽ xem thử là còn cái con nào để mà tôi đáng săn hay không nha. Con này 169 gem á, con này resell được không ta? 169 gem hả? Cũng hơi khó các bạn ạ. Chắc con này 169 gem thôi, tôi nghĩ là nó cũng hơi gọi là hơi trung bình một tí các bạn ạ. Hơi phân vân không biết là con nên mua nó hay không. Đấy, chứ nó giảm chút xíu nữa thì tôi nghĩ tôi cắn răng thì tôi mua, tôi resell thì cũng được. Nhưng mà nó còn gọi là đối với tôi nó thấy cũng hơi cao các bạn ơi, thế là tôi sẽ không mua con pháp tiền nữa ha. Ok, sao tôi để ý thì như là cái server này không còn gì để tôi săn sale hơn các bạn ạ. Có thì cái server này hiện tại là nghĩ là tôi sẽ treo để xem thử là có niên nào mua cái con gọi là cái con mới này của tôi không nè, cái con Legendary 399 gem này các bạn ơi. Ok anh em, mình sau một khoảng thời gian đi tìm thì mình thấy thanh niên này xả hàng, hình như là cái budget 2024 này với giá là 35 gem. Thì mình sẽ mua lại và để mình resell với giá là mình nghĩ là có thể là 36 hoặc là đó là 40 gem ở những cái server khác mà thấy cũng khá là ngon. Vì thế là mình sẽ mua hết những cái này luôn nha các bạn ơi, của thanh niên này luôn. Thì để xem thử là mình có thể resell thành công hay không. 35 gem thì một mức giá là mình nghĩ có thể gọi là nếu như mà may mắn gọi là xui ấy, mình không bị sale được thì mình nghĩ là mình vẫn có thể gọi là mua ở mức giá gọi là hòa các bạn. Không tìm thấy list như là hết cái gì rồi. Sao mình hết mua được rồi ta? Đây và đây là ok, mình sẽ mua full cái này luôn để xem thử là như thế nào nha các bạn ơi. Thanh niên này bán khá là nhiều các bạn à, vì thế là ok. Thì mua cũng được khoảng 246 rồi. Thì mình sẽ đi sang những cái khác để xem thử là mình vẫn săn được những cái khác không nha. Hiện tại là con này bán với 90 gem á, mua con này luôn. Nói chung là mình sẽ mua hết những con mà mình nghĩ là mình có thể resell được nha các bạn ơi. Để mà để là mặt hàng bán gọi là bán hết luôn để không để là một cái chỗ trống nào hết các bạn ạ. Ok. Rồi bây giờ hiện tại ui cái con này không còn stock ở trong server này luôn này. Mình mà may mắn mà có một con thì mình nghĩ là mình sẽ bán liền luôn ấy để cho nó có một cái chỗ trống ha. Ui con này thanh niên này bán với 30 gem, hồi nãy mình bán con này được 50 gem đó các bạn ạ. Không biết là mình có nên resell con đó tiếp hay không nhờ. Khá là hơi phân vân ấy. Mới mua con 100 thì mình sẽ bán với nó là 115 gem thôi. Thanh niên kia bán 140 gem mình nghĩ là hơi cao các bạn ạ. Mình sẽ bán cái này lại với giá là 40 gem. Thì theo những cái server khác thì thông thường thì nó sẽ bán với giá là mình nhớ không nhầm là 40 gem các bạn ạ. Vì thế là mình nếu như mình may mắn mình mua những thanh niên này 35 gem thì mình sẽ bán đâu đó là 39 gem. 39 gem là mức giá mình nghĩ là lời không nhiều đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng gọi là tạm được với những mức giá này ở đối với những cái server khác nha các bạn. Đấy, còn server này thì do là thanh niên này đang xả hàng, tại vì thanh niên này có khá là nhiều, thanh niên này muốn xả hàng, vì thế là mình nghĩ là thanh niên này để 35 gem để cho bán cho nó nhanh đó các bạn ơi. Ok, 39 gem để xem thử là nguyên cái đống này hâu bán có resell có được hay không nhé trong video này nha các bạn. Video này mục tiêu của mình là 3.000 gem lận, vì thế rất là mong nó có thể lên càng sớm càng tốt nha các bạn ơi. Còn nếu như không mà không lên kịp chắc là úi rồi ôi. Ok, mục tiêu từ 1.000 ở video trước là lên 1.000 gem rồi, video này cũng phải lên được 3.000 gem nha. Ok, thanh niên này là còn một đống luôn này. Ok, tôi sẽ mua nốt của thanh niên này 2 con cuối luôn nha các bạn ơi. 1 này, 2 này, ok đủ luôn. Để tôi sẽ full cái khu vực này luôn các bạn ạ. Để full 39 gem, sau đó là sẽ đi sang cái server khác nha, tại vì server này thanh niên đi đang bán với giá là 35 gem mà các bạn. Ok, xong. Hiện tại là để xem thử là server này còn những cái con unit nào mà tôi có thể gọi là resell hay không. Để tôi hốt ở cái cuối cùng này luôn. Còn nếu như không thì tôi sẽ đổi sang một server mới để mà treo nha các bạn. 47 gem á, khá là cao ấy. 45 gem thì còn tạm chấp nhận được nha các bạn ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ sang một server mới để mà treo nha các bạn ơi. Ok anh em, sau một khoảng thời gian AFK thì mình đã bán hết số batch rồi ha, số unit của mình. Hiện tại thì mình chỉ còn một con dấu 2 con unit khá là khó bán là con 2 con Legend với là một con Incumbent này ha. Thì của những unit khác như là con mấy con như là Black Laser hay là cái con Titan Resin Man thì mình đã bán được hết rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi săn những cái con với lại là những cái hộp quà mình mua với mức giá là 35 gem của những thanh niên kia xả hàng thì mình đã bán được hết luôn rồi ha. Thì hiện tại thì mình sẽ tiếp tục đi hu mức giá là 35 gem tiếp tục nha các bạn ơi. Ok, thì thanh niên này bán 35 gem mình cứ hu rồi sau đó mình đổi sang người khác và mình treo và với mức giá là 39 gem. Thì mình nghĩ là mình sẽ đạt được con số doanh hu là 3.000 gem trong video lần này ha các bạn ơi. Ok, mình sẽ hu số gem của thanh niên này thì mình nghĩ mình sẽ mua đâu đó là khoảng cỡ 7-8 cái gì đó các bạn ơi. 35 gem thì cũng ổn mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 6 rồi ha. 7 nè. Để xem thử thanh niên này bán bao nhiêu cái nha. Ok, có một bạn bán 34 gem nè. Mình mua không kịp rồi. Ok, cái cuối cùng mua luôn. Rồi, mình sẽ resell nó với giá là 39 gem nha các bạn ơi. Thì mình tất nhiên là mình resell thì mình sẽ đổi sang một server khác nha các bạn. Tại vì server khác thông thường người ta sẽ bán với cái giá là 40 gem á, thì mình sẽ dễ dàng bán với cái giá 39 gem hơn. Còn đối với server này thì nó... Ôi ơi, mới đăng lên là có người mua luôn các bạn ơi. Vãi cả trưởng thực sự. Người ta có người bán 36 game thanh niên kia không mua mà lại mua cái mức giá 39 game của tôi ha. Cũng khá là lạ các bạn ạ. Ok, không sao, nói chung là có người mua là ok rồi. Cứ đăng mức giá 39 gem là đổi server khác là thế nào cũng có người mua các bạn ơi. Một gương thì tôi sẽ lời được 4 gem, nói chung thì cũng khá là ổn áp đấy chứ các bạn nhờ. Đấy, bán cũng khá là nhanh ha. Rồi để xem thử là lần này hình như là tôi để ý là vẫn còn một người bán với giá là 35 gem các bạn ạ. Có thể là tôi sẽ hốt luôn cái gương cuối cùng đó luôn á. Ok, qua nữa coi. Thanh niên này vẫn còn bán với giá là 35 gem 2 gương này, tôi sẽ mua giúp thanh niên này luôn nha. Rồi luôn đó cho bạn ốp hàng luôn đấy. Rồi, resell lại mức giá là 39 gem nha các bạn ơi. Tôi sẽ đổi sang server khác nha. Server này thì tôi sẽ không bán nữa đâu các bạn ạ. Ok, vẫn còn một gương 34 gem hả? Người ta bán 34 gem không mua thì nó cũng hơi kỳ đó, mua luôn. Rồi, ok, để xem thử là còn có unit nào để mà tôi săn không nha các bạn ơi. Nếu không đổi server khác thì không săn được con unit trong server này cũng hơi buồn ấy. Hình như là không còn unit nào mà tôi có thể săn được các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ đổi sang một server khác để mà đi săn nha các bạn ơi. Ok anh em, thì sau một khoảng thời gian thì mình đã lên được 2.000 gem này ha. Thì đây là con số 2.000 gem trong video lần này của mình. Và hiện tại mình vẫn còn một số con unit mà vẫn chưa resell được. Tức là con Toxic này và con bút tiền. Cũng như là vẫn còn một cái hộp, cái gương của update lần này ha các bạn. Thì mình nghĩ là những cái này mình sẽ gọi là resell được trong một khoảng thời gian sắp tới thôi. Ok, trong video lần này mình cũng xin kết thúc đây luôn. Và nếu bạn nào hấp dẫn của mình thì đừng quên để lại một like và subscribe và nhấn nút giúp mình ha. Và nếu bạn nào vẫn